Hôm nay em có một con xe hàng hot nữa, đấy, muốn giới thiệu tới các bác nhá. Chiếc xe có vài trăm triệu thôi mà rất là tiện nghi và rất là nhiều chức năng hiện đại, đấy, công nghệ full trên xe luôn, mà giá tiền thì chỉ có vài trăm triệu thôi các bác. Đấy, chỉ có vài trăm triệu thôi các bác nhá. Đấy, trước tiên mình mở cửa ra để xem chiếc xe này như nào. Đấy, mở cửa ra thì cái phần cái này nó sẽ tự động nó hạ ra nhá, và mình đóng vào nó sẽ tự co vào này. Đấy, tự động co vào đấy, đúng không ạ? Còn rất là nhiều tính năng hay khác nữa, mời các bác khám phá. Và đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Các bác nhìn đây thì mình đã đoán được chiếc xe gì chưa? Chiếc xe Zoe T8 hay còn gọi là T700 đời 2018 luôn các bác nhá. 2018, và đặc biệt thì trên chiếc xe này được lắp khối động cơ của hãng Mitsubishi Nhật Bản 2.0 Turbo. Đã nhìn qua thôi, tí em sẽ giới thiệu từng tính năng, từng công nghệ một ở trên cái chiếc xe này cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác xem này. Gương kính của xe điều chỉnh bằng điện, cục gương tự động này. Đấy, ngay ngoài thôi. Đây, chỗ này có cái phần để cho bác mình để đồ này. Đấy, xe như kiểu là một cái hãng xe nào đó đến từ châu Âu, đúng không ạ? Giá trị như kiểu là những cái mẫu xe vài tỷ. Thế mà trên chiếc xe này thì mình với tổng tiền bỏ ra đấy ạ, thì chỉ có tầm loanh quanh 500 triệu thôi các bác nhá. Tầm khoảng đấy thôi thì mình có thể làm mua được rồi. Đây, ghế điện này các bác này. Đây, ghế điện. Và cần số đặc biệt thì là cần số thụt thò. Khi mình nổ máy lên thì cái cần số đấy tự động thò lên cao tầm này các bác nhá. Đấy, cần số gọi là điều cần số điện tử. Đấy, phanh tay điện tử này các bác này. Và rất là nhiều tính năng khác được thiết kế ở xung quanh cái khu vực cần số này. Đấy, ghế điện thì trang bị là hai ghế nhá. Đấy. Chỗ này cũng trang bị công tắc bấm chỉnh ghế điện nữa này các bác này. Đấy, và túi khí thì rất là nhiều. Túi khí của chiếc xe này rất là nhiều luôn. Đấy, có tầm khoảng chục cái túi khí liền các bác nhá. Tiếp sẽ đếm cho các bác cho mình. Để đếm túi khí nhá. Đấy, còn bây giờ thì đây các bác xem. Đây là phần mở cốp điện này. Ấn vào đây, cốp sẽ tự động mở lên các bác nhá. Và đây là khóa trẻ em này. Và đây là mình chỉnh đèn sáng tối này. Xe tích hợp những cái phím như là đây, một số phím. Phím điều chỉnh âm thanh được lăn như này, được lăn như này các bác nhá. Đây, lăn như này. Đấy, đây em sẽ ngồi vào cái phần ghế lái luôn và giới thiệu cho các bác em mình cùng xem những cái chi tiết, những cái chức năng, những cái tính năng của chiếc xe này nhá. Đây, em giới thiệu cái vô lăng. Đấy, vô lăng này là vô, gọi là vô lăng ba chấu đúng không ạ? Đấy, phần viền được bọc da. Đấy, phần viền bọc da này. Và những cái phần chấu đây được thiết kế những cái phím điều chỉnh âm thanh. Đây các bác thấy đây, điều chỉnh âm thanh to nhỏ lách bài nhá. Đấy, rồi đây là cái nút ra lệnh giọng nói này, đây, motor này. Và có gẩy số vô lăng nhá. Đây, chiếc này có gẩy số vô lăng đây này. Đây các bác xem. Có gẩy số vô lăng. Và có túi khí nằm ở giữa vô lăng. Và đây là tên của chiếc xe này. Tên chiếc xe nhá. Em giới thiệu từng những cái phần một cho các bác nhà mình lắm được. Còn đây, đây là cái vị trí phần đồng hồ của chiếc xe. Mà đồng hồ này thì là mình có thể là điều chỉnh, mình có thể là chuyển nhiều giao diện khác nhau các bác nhá. Đây em tắt màn hình này. Đây, em nổ máy nhá. Nổ máy này. Em nổ máy rồi. Nổ máy thì cần số sẽ tự động thò lên như này. Em tắt đi nhá. Tắt máy nhá. Rồi tắt máy, cái này tự tụt xuống. Và đồng hồ đây thì nó cũng sẽ tắt đi rồi, chỉ hiển thị như này thôi. Hiển thị hiện tại cánh đang mở đây nhá. Và em lại bật chìa khóa lên tiếp này. Đấy, bật chìa khóa thì mình dùng chìa khóa thông minh, ấn nổ các bác nhá. Chìa khóa thông minh start-stop. Đây em ấn luôn này. Ấn phát này. Đấy, ấn một phát xem như nào nhá. Ấn phát thứ hai nhá. Rồi, ấn phát thứ hai này. Đấy, ấn phát thứ hai các bác thấy không ạ? Một cái giao diện bằng điện tử được nổi lên đúng không ạ? Hiển thị tất cả những cái thông số kỹ thuật của cái chiếc xe này ở trên cái phần đồng hồ. Đấy. Đây là trung tâm điều khiển các bác nhá, trung tâm. Thì chiếc xe này nó thiết kế rất là hiện đại luôn. Đây là trung tâm đây là trung tâm điều khiển, có nghĩa là trung tâm báo những cái chính ở khu vực máy và số, một số những cái gọi là cơ bản của chiếc xe.
Còn đây là gọi là đây là trung tâm trung tâm điều hành của một số những cái thiết bị, của một số thiết bị các bác nhá. Đấy, thiết bị ở đây thì có những cái gì? Thì giờ ở đây là điều chỉnh, có điều hòa này. Đây điều hòa mình điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, điều chỉnh cửa gió ở đây này. Đấy. Đây là mình có thể điều chỉnh điều hòa ở đây các bác nhá. Đấy, gió trong, gió ngoài này. Và mình điều chỉnh âm thanh đầu đài. Và trước này là màn hình Android các bác nhá. Android. Đấy, Android. Sắc nét có bản đồ này. Đấy, phần cài đặt này. Rồi đây là tất cả những cái ứng dụng này, em vẫn ở đây. Ra tất tật những cái ứng dụng mà giống như là một chiếc xe, một chiếc điện thoại, một chiếc iPad các bác nhá. Đấy. Còn đây thì mình có thể là thấy có một số những cái chức năng khác để điều chỉnh hệ thống điều hòa. Đây là mình điều chỉnh điều hòa bằng bằng cơ nhá. Mình điều chỉnh hai chế độ. Đấy, mình có thể điều chỉnh bằng cơ và mình có thể điều chỉnh bằng điện tử ở trên đây. Rất là hay các bạn. Đấy. Đấy, tăng giảm này, tăng giảm gió này. Đấy, tắt đây nhá. Tắt đây, on off. Đây là on và off ở đây. Đấy rồi. Đấy là một số chức năng. Thì còn gì nữa nhỉ? Ở khu vực này đây em nhìn thấy có cái nút. Nút đây là nút gì? Đây các bác thấy này. Được ghi là set. Đấy đúng không ạ? On off. Thì đây là chính cái nút mà mình điều chỉnh chân ga tự động nhá. Đấy, khi mình đi trên đường thì mình sẽ điều chỉnh cái cần này. Và chiếc xe sẽ tự động lăn bánh, không cần phải các bác đạp ga. Không cần đạp ga luôn. Đấy rồi. Em tiếp tục giới thiệu cho các bác nhà mình nhá. Đấy, cái viền này là viền kim loại này. Đấy, và có những cái đây các bác nhìn thấy cái đỏ đỏ này không ạ? Tím tím đỏ đỏ không ạ? Cái tím tím đỏ đỏ này là chính là cái phần đèn của chiếc xe nhá. Chính là đèn. Khi đi ban đêm lổ lên nó rất đẹp luôn. Còn đây là cốp này. Đấy, mình vào cốp này đấy, cốp bằng điện luôn. Cốp trên cũng thế nhá. Đấy rồi. Còn rất là nhiều chức năng khác thì các bác nhà mình cùng tiếp tục xem. Và đây quên có một điều đặc biệt nữa, đấy là chiếc xe này chạy rất là ít km các bác nhá. Đấy. Km của chiếc xe này để em xem. Mới chạy được có tầm hơn 4 vạn thôi. Hơn 4 vạn thôi. Đây em bấm nút nào để cho nó lối lên cho các bác xem nhé. Đó, cái nút đi đó thôi nhỉ. Nói chung là hơn 4 vạn thôi. Đấy, gần 5 vạn các bác nhá, gần 5 vạn. Đấy các bác xem vô lăng đẹp này đúng không ạ? Vô lăng của xe nó không bị mòn. Đấy các bác xem những cái phần cạnh này. Em vừa giới thiệu những chức năng và tiện đây thì em cũng giới thiệu về cái độ chất, về cái độ đẹp của chiếc xe luôn. Đấy vô lăng không bị mòn đúng không ạ? Đấy các bác thấy đây, vô lăng không bị mòn nhá. Phần tablo này, phần tablo này được thiết kế bằng chất liệu da xịn. Đấy, bằng chất liệu da xịn nhá, nhìn rất đẹp mắt. Màu lâu lâu nhìn rất là sang, rất là sang trọng. Đấy, rất là sang trọng luôn. Nhìn rất là đẹp mắt đối với cái chiếc xe mang tên là Joyty này đúng không ạ? À mà cũng giới thiệu với các bác nào, chiếc này em có làm trả góp cho các bác nhá. Các bác chỉ cần có tầm khoảng hơn 200 thôi thì mình có thể là mua chiếc này rồi. Đây một số cái chức năng nữa em giới thiệu luôn này. Một số chức năng đây thì các bác có thể nhìn thấy này, có hệ thống neo đèo đổ dốc này. Đây hệ thống neo đèo đổ dốc đây nhá. Đây rồi, đây là cái mình nút này chính là nút camera 360 độ. Chiếc xe này có camera 360 độ xung quanh xe các bác nhá. Đấy model tùy chỉnh này. Đấy. Còn bên đây cảm biến lùi này, một số những cái chức năng đây là radio này, set này. Rồi ở đây thì mình cộng trừ điều chỉnh cân bằng. Đấy còn gì nữa nhỉ? Ghế da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Một chất liệu da tốt. Một chất liệu da tốt. Và phần ghế được thiết kế da ngồi các bác nhìn này. Đấy, nó lõm. Đây nó lõm này, nó lõm hẳn vào sau. Ngồi ôm người rất là thích nhá. Đây các bác thấy này. Đây, ghế ngồi ôm người rất là thích luôn, kể cả cái ghế bên kia cũng vậy. Đây ngồi rất là thích. Và chỗ này thì được thiết kế một túi khí an toàn nữa này các bác này. Đây. Ở đây. Đấy, mở này. Mở này, đây là cốp các bác nhá. Là cốp. Và chiếc xe được thiết kế cửa lốc toàn cảnh panorama và cửa lốc này vẫn hoạt động bình thường đầy đủ các bác nhá. Đấy, thiết kế có hai chế độ mình có thể điều chỉnh này. Đấy. Ở đây là cái phần rèm này. Và một lớp nữa, một lớp rèm và một lớp kính nhá. Đấy, một lớp rèm và một lớp kính. Đây cửa lốc này. Hoạt động bình thường trơn tru các bác nhá. Đấy. Rồi em cho dừng lại, tạm thế thôi, đúng không ạ?
Trần của xe thì vẫn là trần nỉ zin, rất là sạch đẹp. Đấy, nó có hơi một chút bám bụi thôi. Đấy, vị trí ở trên đây thì các bác có thể nhìn thấy này. Đèn ở trên phần trần là đèn led các bác nhá. Được đây đèn led này. Đèn led rất là đẹp. Và chỗ này cũng có đèn led nữa này các bác này. Đèn led các bác nhá. Rất là sáng đẹp. Và túi khí thì rất là nhiều, vô lăng có một cái này, vô lăng một túi khí này. Và một túi nữa nằm ở đây này các bác nhá. Và một túi nữa trên cột này. Bên đây cột bên đây cũng thế nhá, cột đối diện. Và kia cũng có túi khí nữa các bác nhá. Bên đây cũng có túi khí nhá. Ghế cũng có túi khí nhá. Và ghế bên kia cũng vậy. Đấy, rất là nhiều. Rất là nhiều túi khí luôn. Đây là một số những chức năng của chiếc xe thì em cũng đã giới thiệu rồi. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu về cái độ chất. Đấy, giới thiệu về độ chất và chiếc xe này nhìn có mới hay không. Thì các bác nhìn qua video này nhá, xem chiếc xe có mới không nhá. Đấy, chỗ này của xe là thiết kế bằng chất liệu da này. Và trên đây cũng vậy, bằng chất liệu da các bác nhá. Còn thì đây là vị trí sơn, sơn giả đá này. Đấy, chỗ này mạ chrome rất là sáng này, loa check này các bác nhá. Đấy, chỗ này. Đấy. Rồi, xe thì hoàn toàn thì rất là đẹp rồi. Đời 2018 cơ mà, đúng không ạ? Rất là mới các bác nhá. Đây các bác xem những phần móc khóa này, những cái bu lông này. Đấy, phần gioăng cửa nhá. Đấy, phần gioăng cửa xe được thiết kế là hai lớp gioăng. Đấy, một lớp nỉ và một lớp cao su. Một lớp nỉ và một lớp cao su các bác nhá. Đấy, sàn của xe thì vẫn là sàn nỉ nhá, vẫn là sàn nỉ đẹp. Ở chỗ này thì được thiết kế hai lớp nót sàn này. Đấy, ở dưới vẫn còn ni lông này các bác này. Vẫn còn ni lông theo xe nhá. Ni lông từ lúc mới luôn nhá. Kính của xe được bọc dán hết rồi các bác nhá. Bọc dán 3M loại tốt rồi. Hiện tại thì em đang quay tương đối được gần về chiếc xe cho các bác xem. Còn đây là lốc này. Đấy, lốp của xe thì vẫn còn tương đối dày. Đấy, vẫn tương đối dày các bác nhá. Na răng đúc nguyên bản theo xe, phanh ABS 4 bánh. Cái phần bệ bước này là khi mình đóng cửa nó sẽ tự co lên nhá. Đấy, và mình mở cửa ra thì nó sẽ tự hạ ra. Đấy, rất là hay như vậy. Và cửa này được thiết kế có chế độ hít tự động. Hít tự động là sao? Là như này. Đây các bác xem này. Mình không cần phải đóng chặt đâu, chỉ cần đấy thôi thôi. Đấy, và tự động hít chặt vào luôn. Đúng không? Đấy, cái này tự co lên này. Đấy, cái bậc lên xuống tự co lên. Và mình mở cửa này ra thì cái bệ đấy nó cũng sẽ tự đưa ra. Đấy, rất là hay. Chiếc này thì chắc chắn em sẽ làm dài một chút, làm nhiều một chút. Tại vì nó nhiều chức năng. Và thứ hai nó đẹp, đúng không ạ? Thì quay nhiều một chút các bác nhá. Xe hoàn toàn thì rất là đẹp, không có lỗi. Máy số của xe là vẫn còn zin nguyên bản các bác nhá. Máy số của xe là vẫn còn zin nguyên bản, chưa động chạm gì. Và khả năng là em sẽ đi một vòng một chút đã. Đấy, một vòng về xe một chút để các bác xem đã, đúng không ạ? Phần đuôi này nhìn rất giống với lại một cái hãng các bác có thể hình dung là hãng gì ạ. Em nhìn và rất là nhiều người khác đã nhìn và phát biểu đây là chiếc xe Joy Tea nhưng mà kiểu dáng lại kiểu dáng của Range Rover, đúng không ạ? Kiểu dáng Range Rover các bác nhá. Đây cửa này em có thể đóng lại. Đấy. Đấy, tự co lên luôn, đúng không ạ? Rất giống với lại một chiếc xe sang đến từ châu Âu, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chiếc xe này thì cũng chia sẻ với các bác, chiếc xe đến từ Trung Quốc và ở đây thì nó là nhập khẩu các bác nhá. Nó nhập khẩu từ Trung Quốc về. Đấy, chứ còn thì chiếc này mà nhập khẩu từ bên nước khác thì chắc chắn đều rằng là sẽ không bao giờ có cái tầm tiền khoảng 500 đâu ạ. Và cái dòng này thì đợt trước em cũng có rất là nhiều. Và đợt này thì em cũng vậy, đợt này đang có hiện tại có 2 chiếc ở tại bãi các bác nhá. Lúc nào bên em cũng có vài chiếc, lúc nào cũng có 1-2 chiếc luôn. Đấy, thỉnh thoảng thì lại giới thiệu lên cho các bác nhà mình để các bác mình xem và tìm hiểu. Đấy, dòng này thì cũng được khách hàng rất là ưa chuộng và tin dùng. Đấy, em lên sóng thì chỉ cần lên vài hôm cái là mất ngay. Đấy, khách hàng đến lấy ngay về dùng. Đấy, chiếc xe nó phải như thế nào thì mới được khách hàng ưa chuộng và tin dùng đến như vậy, đúng không ạ? Các bác nhà mình chưa từng đi, chưa từng biết đến dòng này thì mình hãy tìm hiểu thêm, tìm hiểu kỹ một chút, có thể là lên mạng, có thể là một số những cái chuyên phương tiện truyền thông khác để mình tìm hiểu về dòng xe này nhá. Một cái dòng xe mà nó cũng rất là lành, được lắp động cơ hộp số của dòng hãng Mitsubishi Nhật Bản các bác nhá, 2.0 turbo. Đấy, hiện tại máy số vẫn còn zin thì các bác nhà mình đi hoàn toàn yên tâm.
những mẫu xe đời cao này thì mình hoàn toàn yên tâm rồi. Và cũng giới thiệu thêm với các bác nữa là có một điều đặc biệt, đấy là bên em có thể nào hỗ trợ trả góp cho các bác mình đối với cái chiếc xe này. Và các bác chỉ cần là bỏ ra với số tiền hơn 200 triệu thôi. Đấy, tầm khoảng hơn 200 triệu thôi thì mình có thể nhấc chiếc xe này về dùng được rồi nhá. Ở chiếc này thì logo là chưa độ nhá. Đấy, logo chưa độ. Và mặt ga lăng là chưa độ. Nhiều con thì cũng đã được độ lên một cái dòng, một cái hãng như là hồng mắt, gọi là mắt tơi đấy đúng không ạ? Nhìn có sự khác biệt hơn rất là nhiều. Đấy, như thế này nó là nguyên bản. Nhưng mà thực ra là mua cái mặt nạ ga lăng đấy ạ, với lại mua tem mác của cái hãng Master đấy thì em thấy cũng rất là rẻ thôi. Hoặc là mình mua logo hoặc là cái mặt nạ ga lăng này của Land Rover thì cũng rất là rẻ thôi, cũng loanh quanh 1 đến 2 triệu thôi các bác nhá. Cũng rất là rẻ, không đáng bao nhiêu tiền. Đấy, cặp đèn pha rất là trong này. Nhìn mắt pha nhìn rất là khỏe đúng không? Cảm giác rất là khỏe xe. Và cái hai thì các bác cũng có thể là nhìn thấu bên trong cái phần cụm đèn này. Đấy, các bác thấy này, toàn bộ là đèn LED nhá, gọi là full LED luôn. Gọi là full LED luôn. Và rất là nhiều những mắt cảm biến được thiết kế ở phần đầu xe. Đây 1 này, 2 này. 4 mắt đầu xe và 4 mắt ở cuối xe, gọi là cảm biến xung quanh xe các bác nhá. Và camera 360 độ được thiết kế xung quanh xe luôn, camera nhá. Ở gương này, phần đầu này, phần đuôi này, gọi là xung quanh đều có camera hết. Camera để làm gì ạ? Thì chắc chắn được rằng là sẽ có nhiều tác dụng mà các bác nhà mình sẽ sử dụng đến rồi. Đấy, rất là hay. Với được sơn bóng đẹp sạch sẽ, các bác mua về mình không phải đầu tư, không phải mất tiền vào đâu nữa cho chiếc xe này các bác nhá. Và bây giờ thì tiếp tục quay giới thiệu tới các bác nhà mình về chiếc xe. Đấy. Thì em sẽ quay chi tiết phần bên ngoài. Thì ở đây các bác có thể là thấy rằng là em đang quay cái phần bên bên trong nội thất, đang quay lốt. Bây giờ quay dở đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay lốt nhá. À mà ở đây thì cũng giới thiệu với cốp cho các bác là đèn đằng sau cũng là đèn LED nhá. Cốp là cốp điện nhá. Chiếc này là 5 chỗ gầm cao form SUV các bác nhá. 5 chỗ gầm cao form SUV. Đây, có đèn LED được thiết kế ở gương này và có chế độ cụp gương tự động các bác nhá. Cái ra thì em giới thiệu cũng gọi là nó đúng là em phải giới thiệu từng phần một, từng phần bên ngoài này, xong đến phần bên trong, đấy, xong đến phần khác đúng không ạ? Nhưng mà chiếc này em máu quá, em muốn giới thiệu cho các bác mình, em đang hăng quá cho nên là cứ giới thiệu lúc thì bên trong, lúc thì bên ngoài đúng không ạ? Còn bây giờ là sẽ lần lượt các bác nhá, lần lượt. Bây giờ quay hết phần bên trong luôn. Đây keo chỉ này. Đấy, keo chỉ mép cánh cửa này. Đây các bác xem nhá. Đây phần tì tay này. Chỗ này là da xịn này, chỗ này cũng là da xịn các bác nhá. Đây các bác nhìn này, rất là mới luôn đúng không ạ? Rất là mới. Đây, chỗ này là gioăng này. Gioăng xịn đẹp này. Đấy, chỗ này ốp lốp mạ chrome nữa. Đấy. Âm thanh nghe hay cực kỳ luôn các bác nhá. Nghe rất là hay. Chỗ này có gì ạ? Có một cái khay để đồ này đúng không ạ? Ở đây cũng là một khay để đồ các bác nhá. Viền đây đều được mạ chrome hết, rất là sáng đẹp. Sàn của xe thì tất cả đều là lì hết. Đây, chốt khóa móc khóa này, rất đẹp này. Sơn rất đẹp này. Với lớp sơn là màu trắng rất là sáng cho chiếc xe. Bên đây có ghế điện nhá. Và ghế đều là chất liệu da xịn hết, ghế nguyên bản cả bộ luôn. Đứng đây thì mình nhìn thêm phần táp lô của chiếc xe. Tổng quan, tổng quát, tổng thể cái phần táp lô của chiếc xe. Đây các bác nhìn. Các bác xem mà thấy video hay, hợp lý, những chiếc xe bên em phù hợp với các bác thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe khác của bên em nhé. Nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi, hình có chuông bên cạnh nữa để tiếp tục và xem tất cả những cái chiếc xe mà hiện tại đang có ở cửa hàng bên em. Rất là nhiều xe nhé.
Đây, các bác cùng đón xem nốt. Bây giờ em quay tiếp tục. Chiếc xe thật là đẹp, không có gì chê. Đây, chỗ này mình gạt tàn thuốc lá các bác nhá. Chỗ này có khay đồ nữa này. Đây là chỗ khay để đồ này. Đây chỗ này cũng có thể để đồ được. Và chỗ này là tay cầm, mình vẫn để đồ được, đúng không ạ? Với nội thất tông hai màu, chủ yếu là màu kem là nhiều. Nội thất vẫn còn rất thơm mùi, rất thơm mùi của cái những cái dòng xe mới đấy ạ. Xe mới thì luôn luôn nó có cái mùi đặc biệt, đúng không ạ? Đây các bác xem chỗ này nó có gì ạ. Đây, chỗ này có cái hộp đồ này. Và chỗ này thì có cái hộc đựng nước này, đúng không ạ? Và chỗ này chúng ta có cái gì ạ? Có một cái vị trí được điều khiển hệ thống điều hòa các bác nhá, được hiển thị ở trên đây này. Đây, màn hình đây. Và chỗ này là mình tăng giảm này, tăng giảm nhiệt độ này và tăng giảm gió này. Có thể điều chỉnh hệ thống điều hòa ở khu vực này được nhá. Đây chỗ này là chỗ mình để đâu? Đây. Các bác xem này có gì ạ? Đấy, có cổng 12V này. Có cổng đây, các bác thấy này. Có rất là nhiều cổng để cho bác mình sạc điện thoại rồi giải trí nhá. Đây, rất là hay. Chỗ này nè, cái gì ạ? Đây. Mình có thể để đồ ở đây được. Và chỗ này thì sao? Có một túi khí nữa, các bác này. Đấy đúng không ạ? Bộ ghế da của xe thì rất là đẹp rồi, hoàn toàn là rất là đẹp nhá. Hoàn toàn là rất là đẹp và rất là mới luôn. Sàn thì cũng đều được nốt hai lớp hết. Có hai lớp hết nhá. Dưới thì vẫn ni lông nguyên zin theo xe từ lúc mới. Đấy rồi. Xem cửa bên đây có hít không nhá. Đây các bác xem này. Đấy, có hít đúng không ạ? Bên đây xem có hít không nhá. Tất nhiên là có rồi đúng không ạ? Đấy, hít bình thường. Đấy, cái bên đây cũng tự động co lên luôn. Và đây thì sao? Chỗ này có cái gì? Chúng ta có cái gì này? Ở đây thì có một cái lớp lỉ này. Và lớp lỉ này vẫn còn đẹp đây. Được bọc bên ngoài để chống bụi này, chống bẩn này, chống nước này, đúng không ạ? Chống nước đọng. Rồi bây giờ thì em đứng đây em quay luôn cái phần bên ngoài cho các bác xem đi. Đấy, con xem. Với phần bên ngoài, nước sơn bên ngoài xe thì rất là bóng đẹp, đúng không ạ? Thân vỏ đét căng. Về thân vỏ khung sườn của xe là không có lỗi các bác nhá. Đấy, cũng chỉ quẹt nhẹ va nhẹ một chút thôi, chứ còn thì đảm bảo cho các bác luôn. Về tất cả khung xương của xe là còn nguyên vẹn, không bị đâm đụng va chạm gì, nguyên vẹn hết các bác nhá. Đấy, sơn xi sạch đẹp. Chỗ này cũng được ốp chrome rất là sáng này. Nhìn như kiểu là một chất liệu bằng loại bạc đúng không ạ? Giống như kiểu mình gắn cái mạ bạc lên đấy ạ. Ở dưới đây thì các bác có thể nhìn thấy thiết kế có những cái mắt cảm biến lùi đúng không ạ? Đây là mắt cảm biến đây nhá. Và dọc đến phía đằng kia. Ở chỗ này là camera lùi. Trước này thì em mới tháo biển nhá. Mới tháo biển. Biển 19. Biển 19A 28884. Đấy, đấy là biển của chiếc xe các bác nhá. Đấy, chi tiết biển như vậy. Em mới tháo ra nhưng mà chưa đi rút hồ sơ. Đấy, các bác nhà mình nếu không thích biển đó thì có thể là mình rút hồ sơ về để sang tên. Còn thì không, mình để nguyên biển làm cộng chứng ủy quyền đi được rồi. Bên em hỗ trợ đầy đủ cho các bác mình khi cần. Sang tên hay đổi chủ hay là công chứng đều ok hết các bác nhá. Đấy, đèn nét này. Mỹ nó thiết kế nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, trên đây cũng là đèn luôn này. Cũng là dạng đèn nét các bác nhá. Và đây có cần gạt mưa này đúng không ạ? Đây, quay gần một chút cho các bác xem đây. Bây giờ mở cốp nhá. Cốp để bằng điện nhá. Mình chỉ gắn vào đây rồi này. Đấy. Tự động sẽ nâng lên như này cho các bác. Các bác nhà mình không phải vất vả đưa lên làm gì cả. Tự động nó sẽ đưa lên. Đấy, phía sau đây thì các bác có thể nhìn thấy là chiếc xe này là thiết kế một cái cốp đằng sau rất là rộng. Đúng không ạ? Thiết kế cái cốp đằng sau rất là rộng luôn. Và có loa này. Chỗ này có loa nhá. Còn vị trí này là nỉ nhá. Nỉ rất đẹp này. Đấy, chỗ này thì mình có thể là làm một cái dây căng từ đầu này sang cái đầu này. Đấy, làm cái dây.
chỗ này thì sao là cái gì? Đây chính là cái phần mình một cái tấm để che dưới đây là để lốp dự phòng nhá. Và lý này, lý còn rất mới này các bác này. Đây lốp dự phòng, kích lốp có thứ đầy đủ hết các bác nhá. Đây rồi, trên đây cũng có loa nữa này, xe trang bị cực nhiều loa luôn. Bên đây cũng vậy nhá, cũng có loa luôn. Đấy, rất chi là mới đẹp. Rồi tiếp tục ạ. Khi mình muốn đóng cái cốp này lại thì mình chỉ cần ấn đây thôi. Ấn đây thôi nhá. Đấy, tự động nó sẽ đi xuống. Đấy, rất hay. Nhìn như là những cái mẫu xe sang. Mà em nghĩ là nhiều mẫu xe sang cũng chưa chắc thiết kế được nhiều chức năng, nhiều tính năng như chiếc xe này đâu ạ. Một số những cái mẫu xe sang đến từ châu Âu đấy ạ. Đây thì cũng là xe sang nhưng mà xe sang đến từ Trung Quốc các bác nhá. Và được người dân khá là quan tâm và ưa chuộng. Đặc biệt là người dân Việt Nam và người dân bên Trung Quốc và một số những cái quốc gia lân cận. Cái hãng này thì nó cũng khẳng định cái vị thế ở trên thị trường rồi, không giống như là một số những cái mẫu xe khác đâu các bác nhá. Các bác cứ tìm hiểu và xem chiếc xe này có đúng là nó được nhiều người quan tâm ưa chuộng không. Tất nhiên thì chiếc xe này nó phải khẳng định như nào thì mới được quan tâm như vậy, đúng không ạ? Đấy, bốn cánh thì đều được thiết kế giống nhau. Giống nhau hết các bác nhá. Xe thì rất là đẹp và mới rồi. Đây, khoang vách cửa đây. Chốt móc khóa đây. Gioăng cửa xe là không bị sứt một tí nào luôn các bác nhá. Đây, chỗ này vẫn còn đây vẫn còn ni lông này, đúng không ạ? Vẫn còn ni lông chưa bóc hết này. Rồi, em sẽ đóng cửa lại. Cửa hít nhá. Và bây giờ thì mời các bác xem chi tiết phần hình thức bên ngoài của cái chiếc xe này nhá. Đây, em quay phần bên kia rồi, quay lốt ở phần đây bên đây cho các bác xem. Quay hơi dài một chút đúng không ạ? Gần 30 phút đồng hồ. Phải nói là rất là nhiệt tình gửi tới các bác nhà mình về chiếc xe này. Xe rất là mới đẹp nhá. Và bây giờ thì em quay lốt phần bên ngoài, xong đó thì đến phần máy và gầm. Quay một chiếc xe mà gấp đến 3 lần chiếc xe bình thường. Đèn bên đây cũng vậy nhá, giống đèn bên kia thôi. Đấy, đèn gầm này, đèn gầm rất là sáng này. Bây giờ là phần dưới gầm của chiếc xe này. Đấy, dưới gầm đây nhá. Chiếc này hoàn toàn không có han gì thôi. Không han gì, mục mọt gì nhá. Bây giờ là phần động cơ. Đây các bác xem có đúng là chiếc xe này có cái động cơ của Mitsubishi không nhá. Đây là phần động cơ nhá. Động cơ thì được ốp một cái tấm nhựa ở trên. Bây giờ em sẽ giật cái này ra này và cho các bác xem phần động cơ này. Đây, phần động cơ đây các bác nhá. Động cơ của xe này, da máy của xe rất là đẹp luôn, da máy của xe rất là sáng luôn. Đây các bác có thể nhìn. Đây, và các bác có thể nhìn này. Đây là logo biểu tượng của hãng Mitsubishi Nhật Bản các bác nhá. Và đây, có turbo 2.0. Đấy, 2.0. Và máy hoàn toàn là còn nguyên zin nguyên bản, chưa động chạm gì. Máy số là còn nguyên zin nguyên bản, chưa động chạm gì các bác nhá. Thì đấy là toàn bộ thông tin và hình ảnh video chi tiết về chiếc xe Joyti Z8 2018 này. Các bác nhà mình xem, mình thích, có nhu cầu, mình thấy phù hợp với gia đình nhà mình thì mình hãy liên hệ chốt sớm nhá. Theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 để được tư vấn về thủ tục mua bán, vận chuyển sang tên đổi chủ, công chứng ủy quyền, rồi về giá cả. Bên em đợt này có hỗ trợ đánh xe, giao xe tới tận nơi, tới tận nhà cho các bác nhà mình. Nếu các bác nhà mình có nhu cầu nhá, chỉ cần là các bác nhà mình bảo Trâm ơi hay là em ơi, tại vì là nhân viên bên em nghe điện thoại mà. Mấy chị em, thực ra là nhân viên nhưng mà toàn là chị em trong nhà thôi. Toàn chị em trong nhà thôi các bác nhá. Thì các bác nhà mình cứ bảo là em mang xe lên cho anh xem được không? Thì bên em ok. Trong ngày là các bác nhà mình có thể là đến xem xe được luôn. À, có thể là mang xe đến cho các bác xem được luôn nhá.
em mang tới tận nơi, mang tới tận nhà cho các bác xem luôn. Xem được thì lấy, không được thì đánh về. Ok. Đấy thì video này em xin được kết thúc tại đây nhá. Và các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhá. Em cảm ơn.